Ok anh em và Duy Khải xin kính chào anh em nha. Và xin kính chúc anh em xem video vui vẻ. Và ở lần này thì đây là một trận đấu với Lăng Minh Chủ của mấy chủ Đại Lương Sơn. Một trận chung kết khá là gay gắt của cao thủ Thiên Hạ Vô Tình. Đó là Võ Đăng Kiếm sẽ tranh với Dàn Báo, đó là Thiên Bang. Và bây giờ chúng ta cùng xem sơ lại sơ đồ hai cầu thủ này để trước khi bắt đầu trận chung kết ngày hôm nay nha em ơi. Và trong trận chung kết ngày hôm nay thì chúng ta sẽ vận với hình thức đó là bo 5 nha anh em, và ai thắng 3 sẽ là người win nha anh em ơi. Và trong trận đấu này thì cao thủ Thiên Hạ Vô Tình đang chịu cho mình một cái xét vinh diệu, đó là áo và đôi giày sẽ kích hoàn toàn những trang bị còn lại nha anh em. Đó. Và đang sử dụng cho mình một cái kiếm cập phong, một dây chuyền cập phong. Cái kiếm này khá đẹp anh em ạ, tóc 37 3 cấp quá đẹp. Và một cái dây chuyền cập phong, một đai lưng cập phong và một cái nón kim quang và một bao tay kim quang và một nhẫn lân nhạt và một nhẫn chón kháng hỏa. Một cái ngọc bội chón kháng hỏa và một đai lưng cập phong. Đó, và một sử dụng cho mình một con ngựa phiên vũ cánh cảm 10. Đó. Là cái áo và đôi giày, cái bao tay kim quang, cái nón kim quang, đó, cái đai lưng cập phong ha. Ok Khải. Ok anh cứ so đây, em đang mới chào này bên kia. Quá đẹp. Và trận đấu chúng ta chỉ còn khoảng 20 giây thôi em ơi. Và vừa rồi anh Vèo đã soi sơ qua nhẹ sơ đồ Thiên Hạ Vô Tình đúng không anh? Nếu vậy trận ra thứ hai chúng ta sẽ ra soi đồ của Dàn Hà Bá tiếp tục cho anh em xem. Trận đấu chính thức bắt đầu nha mọi người. Chắc chắn với anh em mình là một trận đánh đến từ vị trí của Thiên Hạ Vô Tình là nhân kiếm nhanh Phèo ơi. Hoàn toàn nhân kiếm. Chắc chắn là nhân kiếm rồi. Chúng ta đã thấy nhân kiếm xuất hiện trong đôi đài rồi anh em ạ. Hai môn phái cận chiến. Đợi tính sơ qua thì anh em cũng có hay nói đó là nhất dân long nhiều nhân kiếm. Đó là một câu nói đi truyền miệng của giám viên kỳ 1 của chúng ta rồi. Liệu ở trong trận đấu này liệu Thiên Bang Dàn Hà Báo có lập lên thành tích hay không? Thì anh em hãy chờ đợi sự đột biến đến từ Thiên Bang anh em. Cơ hội dành cho Thiên Bang ở trong trận đấu này cũng có vẻ nói là có đó, nhưng mà đỡ mà so sánh giữa nhân kiếm với lại Thiên Bang thì sự đam với lại cái sự gây hiệu ứng tốt thì bên nhân kiếm cực kỳ khỏe anh em. Chúng ta thấy đã có rất nhiều pha mà Thiên Hạ Vô Tình đã áp đảo được cao thủ Dàn Hà Báo rồi. Một pha có hai pha mà Dàn Hà Báo đã phải bị khựng lại và thụt máu rất nhiều luôn cả. Quá hay luôn, trong trận đấu vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là Thiên Hạ Vô Tình đang là một cái kèo trên hoàn toàn, nhấn hơn hoàn toàn. Trang bị cho mình những set đồ quá đẹp và đi kèm với những cái hiệu ứng cũng như là cây những trang bị hồng kim phái rất đẹp mắt, rất khó chịu dành cho Thiên Bang. Đây là pha thứ ba, pha thứ ba Thiên Bang phải ăn những luồng đam rất là đáng cỡ. Thời gian đã trải qua 1 phút rồi và lợi thế đang thuộc về cho cao thủ Võ Đăng Kiếm khi đã có đến 3 phá áp đảo và ăn được rất nhiều đam trong những cái phá sát của mình. Và chúng ta hãy chờ đợi những cái đột biến đến từ phía của cao thủ Dàn Hà Báo. Rất khó, chúng ta có thể xem là một trận đấu rất khó dành Thiên Bang. Một pha áp sát quá tốt đến từ Thiên Bang, liệu có được cái 3 không? Phải rồi, chúng ta có thể thấy rằng có những đòn ít 2 khá tốt đến từ Dàn Hà Báo, nhưng mà đỡ cảm giác cái luồng đam này không được khỏe cho lắm. Có vẻ như là Võ Đăng quá trâu anh ơi, quá trâu. Đó là những pha đánh hoàn toàn đến từ vị trí của Thiên Hạ Vô Tình. Liệu kết thúc được không? Một chút nữa thôi. Phải rồi, chúng ta sẽ thấy rằng Dàn Hà Báo chỉ còn khoảng tầm 1-2% máu nhỏ nữa thôi. Một pha có thể ở đây là một trận đấu khá là hoàn toàn trọn vẹn dành cho Thiên Hạ Vô Tình. Tiếp tục vào dính đến từ vị trí Thiên Hạ Vô Tình. Uầy, không tin được. Quá nhanh em ơi, để xem liệu kết thúc được không. Chúng ta thấy là từ đầu trận đấu đến bây giờ thì 2 phút rồi, những cái lợi thế vẫn đang thuộc rất nhiều về cho Thiên Hạ Vô Tình khi đã có đến 5 pha áp đảo cao thủ Thiên Vương Ngang. Và đã có một pha xém nữa thì Thiên Vương Ngang đã không còn một miếng máu trên kề nữa rồi. Tiếp tục là một pha áp đảo nữa của Đăng Kiếm và cuối cùng kết thúc được rồi. Bốc hơi, quá hay luôn anh em ơi. Trong trận đấu vừa rồi thì không còn gì nói thêm. Cực kỳ hay dành cho anh Thiên Hạ Vô Tình. Và chúng ta đã có 1-0 trong trận đấu đầu tiên. Với một lượng đam thì không thể nói nữa anh Phèo ơi. Với 192.000 đam thì không thể nào mà Thiên Bang có cơ hội win trong trận đấu chung kết này. Quá khỏe. Còn tỷ số bây giờ là 1-0 rồi anh em ạ. 1-0 cho cao thủ Thiên Hạ Vô Tình rồi. Thiên Bang này PK cũng khá tốt đấy Thanh Nguyên. Nhưng mà set đồ của Thiên Hạ Vô Tình là quá áp đảo so với set đồ của Dàn Hà Báo. Ok, bây giờ chúng ta đợi cho hai bên thể tiền một xíu và chúng ta sẽ đến hiệp thi đấu thứ hai ạ. Chung là cơ hội dành cho anh bên Thiên Bang thì rất khó. Với khoảng hơn 3 phút trôi qua thì với luồng đam của mình chỉ mới được khoảng 42.000. Và bên Thiên Hạ Vô Tình thì đã có cho mình một pha rút kiếm quá hoàn hảo, 192k đam một pha. Có thể nói đó là một cái tỷ lệ nó khá tuyệt đối. Đơn giản là có thể là gọi là gấp 4 lần đam rồi. Quá khỏe.
Và bây giờ chúng ta chờ đợi hai cầu thủ tới tỷ một tí, chúng ta sẽ vào trong anh em cùng xem diễn biến đấu thứ hai nha anh em. Đây là một trận tranh chung kết rất là khó dành cho cầu thủ Giàng A Báo. Khẳng định chúng ta đang đến với hai cái món làm trận của Giàng A Báo ha. Là cái tay và cái bộ nhớ anh em chúng ta tiên đương ra xem làm trận thì chúng ta sẽ có bộ đồ tay và một bộ thuyền. Và trong thời gian chờ đợi thì chúng ta có thể xem nhẹ sơ đồ của Giàng A Báo ở khu vực mình ngồi luôn nè anh Phèo ơi. Thì như anh Phèo vừa nói là bao tay làm chậm 50 và ngọc bội làm chậm 40 thì bên cao thủ này có cho mình 90 làm chậm, 90 làm chậm. Đó, 90 làm chậm. Và một cái chì bằng sắc 79 và kháng hở 25. Và cái hiệu ứng sát thương 96%. Với cái chì bằng sắc 79 như thế này thì nó chỉ vừa đặt móc 73 mà thôi. Thì so với 73 như thế này mà bên hướng của Thiên Hạ Vô Tình đang có cho mình sở hữu 160 làm chậm thì với cái lượng bằng sắc này thì không ăn thua nữa mà. Không thể nào ăn thua được. Rồi anh em chúng ta vào trong anh Phèo ơi. Không thể nào thua được. Thiên Hạ Vô Tình mặc làm chậm khá nhiều mà chùy này bắn sát lại rất ít anh em ạ. Chúng ta xem mức làm chậm của Thiên Hạ Vô Tình này. Là cây nướng chậm 40, cái bao tay chậm 40, đôi giày chậm 40 và cái đai lưng anh em. Bốn món làm chậm như thế này và với cái chùy bắn sát của 79 thì thật sự là hơi bị khó bắt anh em. Hơi bị khó bắt. Với lại phục hồi của cái áo là 60 đấy anh em. Phục hồi của cái áo bình thường là 60 nữa. Quá chỉnh luôn em ơi, quá nhẫn, quá đẳng cấp. Nói chung là so với sách đồ thì hoàn toàn là Thiên Hạ Vô Tình sẽ có một tỷ lệ win rất cao. Không thể nào mà nó xem được, rất là cao. Rồi, trận đấu chúng ta sẽ bắt đầu sau vài giây nữa em ơi, vài chục giây nữa. Khải bắt cho Thiên Hạ Thiên Bang xếp Hồng Dương Phái nên Khải cho con kèo. Cái này thì Khải không biết được em ạ. Đúng rồi. Phèo lai như này gọi là song mồm hợp lai à? Thuật, song mồm. Song mõm. Gọi là song mõm hợp lai mới đúng, Nguyễn Vũ. Gọi là song mồm, gọi song mõm cho nó oai ha. Quách, song mõm hợp lai giữa Duy Cải và Cụ Phèo. Tỷ số hiện tại đang là 1-0 cho cao thủ Võ Đan Kiếm nha anh em nhé, 1-0 cho Võ Đan. Và bây giờ tầm 20 giây nữa hiệp thi đấu thứ hai sẽ chính thức bắt đầu. Cơ hội thì trên lý thuyết sẽ vẫn còn rất nhiều cho Giàng A Báo nếu chiến thắng được 3 hiệp. Nhưng mà chúng ta thấy với set đồ của cao thủ Võ Đan Kiếm, set đồ khác là chênh lệch so với Giàng A Báo thì... Anh em đang xem thì đừng quên ghé vào kênh YouTube Khải Minh của Khải cũng như là của anh Phèo ủng hộ cho một like, chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Và không gì hơn kính chúc anh em một tối xem live vậy nhé. Và trận đấu chúng ta đã chính thức bắt đầu. Đó là một sự khép nép ở vị trí 6 giờ. Để xem Giàng A Báo có cái thực sự tính toán hơn hay không. Phải rồi, quá khó luôn này mà. Chỉ dính một vài kiếm thôi thì Giàng A Báo đã có thể nói là mất hết 2/3 lượng máu của mình rồi. Đó mà nói mà Thiên Bang này chứng thắng Võ Đan Thiên Hạ Vô Tình này thì anh em là chúng ta vẫn nói là một sự cái kèo nó không được cân cho lắm. Nhiều anh em comment là Khải ơi đưa cho Thiên Bang một set Hoàng Kim Phái được cân kèo. Cái này là Khải không đưa được đâu mọi người. Cái này đồ này là chúng ta đã mua cũng như là sở hữu ở cụm mấy chủ Đại Lương Sơn. Anh em sắm đồ như thế nào thì anh em sẽ có những trang bị như vậy để anh em tham gia, chứ không thể nào mà đi đưa đồ này nọ tầm bậy và anh em không có được nha mọi người. Và chúng ta cũng sẽ tưởng tượng đến một cái tương lai sáng cho Giàng A Báo. Nếu Giàng A Báo mà win được ở trận chung kết này thì anh chắc chắn sẽ có hám thiên đại nhãn thần chủy anh em ạ. Cũng hơi khó anh em. Cái đó cũng là một ước mơ. Chúng ta thấy từ đầu trận đấu đến bây giờ thì Giàng A Báo vẫn đang bị công kích rất là nhiều đến từ Võ Đan Kiếm. 4 pha liên tiếp mà Võ Đan Kiếm vẫn đang áp đảo. Rất khó. Chúng ta thấy đã có sự đột biến đến từ phía Giàng A Báo rồi. Xin chúc mừng cho Giàng A Báo. Một pha như vậy là tỷ số đã là 1-1 rồi Khải ơi. Đúng rồi, một pha đột biến quá hay trong pha vừa rồi của Giàng A Báo. Đó, anh em có thể thấy không? Như anh em cũng đã nói là Thiên Bang vẫn cơ hội, chỉ chờ mong vào sự đột biến đó là x3. Thì không ngờ pha vừa rồi thì cũng đã kết quả 1-1 dành cho mình. Đó là một trận đấu khá hay dành cho hai cầu thủ. Và giờ chúng ta sẽ tiếp tục ra đấu thứ 3 nha anh em ơi. Ra đấu thứ 3 sẽ được diễn ra. Trận đánh khá là hay trong cầu thủ Giàng A Báo trong pha vừa rồi. Có vẻ như pha vừa rồi cảm giác Thiên Bang đánh khá tốt anh em ơi. Bật phát một là bốc hơi luôn, quá nhanh. Giấc mơ về cái hóng thiên đại nhãn thần trùy của Giàng A Báo đang từ từ mở ra rồi anh em ạ. Đang từ từ mở ra rồi. Chúng ta hãy cùng hướng tới trận chung kết và tiếp tục xem trận chung kết đầy kịch tính này giữa hai nguồn phái Võ Đan và Thiên Vương. Tỷ số đang là 1-1 rồi.
cho hai bên tẩy tủy trong vòng mấy phút và chúng ta sẽ tiếp tục vào hiệp thi đấu thứ ba nhé. Hải thấy anh vẫn hay nói về cái sự đột biến của Thiên Đường Ma. Đúng và rồi. Cuối cùng đã có sự đột biến rồi anh em ạ. Đã có sự đột biến trong đấu đấu thứ hai. Vừa rồi thì một số anh em bảo là võ tang hết tọa vọng anh em. À, theo em nghĩ chưa hết đâu, tại vì chỉ mới bắt đầu hơn 2 phút thôi, chưa hết đâu anh em. Sau khi dính những phay thứ hai và tiếp tục đó là những phay ba của Thiên Bang thì có vẻ như là anh Thiên Hải Tình không thể nào kịp nhồi máu nè mà. Nhiều anh em bảo là hết tọa vọng, không phải anh em ơi, mới chỉ 1 phút hơn thì không thể nào hết tọa vọng được đâu. Không thể nào hết tọa vọng được. Bây giờ chúng ta bây giờ thì anh em mình tiếp tục vào so lại sắc đồ của hai bên một lần nữa cho anh em vào sau xem cải ơi. Ok anh ơi, chúng ta thử so nhanh cho anh em xem sơ qua. Cho nó anh xem đi. Ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem lại cao thủ vừa rồi đã chiến thắng cho mình một cái pha khá hay ở vị trí 12 giờ đã gỡ cho mình được một đều. Thì Thiên Bang này đang sử dụng như mình đó là một bao tây làm chậm 50 và một ngọc bội làm chậm 40. Thì hiện tại Thiên Bang đang có với mình 90 làm chậm và một cái nón cực phẩm Định Quốc 30. Một cái nón cái áo Định Quốc cực phẩm 50 phục hồi và một cái chuyền kháng cả 20 hợp kim và sức mạnh 10. Cái nội lực thì không tính đến rồi. Và sử dụng như mình một cái chì 6 dòng khá tương đối. Bên sát thì không được cao cho lắm. Và một đai lưng chón kháng hỏa, một nhẫn kháng hỏa và một cái nhẫn trên chống 40. Và một đôi giày tóc 40 và kháng loa 30. Và một con ngựa thấu phiến kháng cả 7, 500 máu. Và anh Phèo có thể xem lại sức đồ của Thiên Hải Tiểu Tình giúp em luôn Phèo ơi. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một sức đồ rất đẹp của Thiên Hạ Vô Tình, cao thủ Võ Đăng. Cao thủ này sử dụng cho mình cây cập phong chân vũ kiếm, nón kim quang, dây chuyền cập phong, một set vinh diệu đó là áo và cái đôi giày cực đẹp, cái bao tay kim quang, cái đai lưng kim quang, cái nhẫn trên kỹ năng vốn có một cấp nhẫn lăng nhạt, nhẫn dưới là choáng và kháng hỏa và cái ngọc bội choáng kháng hỏa. Sơ qua thì chúng ta thấy là có 4 món làm chậm 160 ha, và đi con phiền vũ phòng thủ vật lý cũng khá là ổn anh em. Ok, bây giờ thì chúng ta hướng tới hiệp thi đấu thứ ba của trận đấu này. Ok anh luôn. Và bây giờ chúng ta đã bắt đầu trận đấu này, để xem trận đấu này liệu Giàng Báo có thực sự win được hay không. Hiện tại đây sẽ là một sự đánh cẩn thận hơn dành cho cầu thủ Thiên Hải Tiểu Tình. Trong round đấu thứ hai có vẻ như anh hơi bị quá chủ quan trong pha tranh round đấu thứ hai. Và chúng ta thấy ở những giây phút đầu tiên thì Thiên Hạ Vô Tình đã bắt đầu sử dụng cả thiên địa vô cực nữa rồi anh em ạ. Vẫn là những bàn rượt đuổi của Thiên Hạ Vô Tình đến Giàng Báo. Chúng ta hãy chờ đợi những cái pha đột biến như ở hiệp thi đấu thứ hai vừa rồi của cao thủ Giàng Báo này, xem còn có sức đột biến nữa không và xem Võ Đan phải cẩn thận hơn rất nhiều với những pha ích đam của Giàng Báo. Và khi mình chưa bình luận xong nữa anh em ạ, tỷ số đã là 2-1 cho Giàng Báo rồi. Pha vừa rồi có vẻ quá nhanh dành cho cao thủ Giàng Báo chúng ta. Xin chúc mừng 2-1, một cái tỷ số lật ngược kèo quá hay luôn Phèo ơi. Đây là một sự đột biến quá hay dành cho cao thủ Giàng Báo. Không thể tin được. Công cuộc lỗi ngược dòng đang mở ra cho Giàng Báo và hám thiên đại nhãn thần trì đang đợi Giàng Báo. Ở những cái lần tra giải, chúng ta hãy cùng chờ đợi hiệp thi đấu thứ ba. Một pha lật ngược tình thế quá hay dành cho cao thủ Giàng Báo, cực kỳ nhanh luôn em ơi. Chờ tí reset máy. Và bây giờ thì có sự reset máy đến từ vị trí của Thiên Hạ Tình, anh em cùng chờ đợi 5 phút nha anh em ơi. Anh em và Khải cùng chờ đợi, Vân Phèo cùng chờ đợi 5 phút nha anh em ơi. Đây sẽ là trận đấu thứ tư. Đây sẽ là trận đấu thứ tư, chúng ta cùng chờ đợi xem. 2-1 đã nghiêng hoàn toàn về cho Giàng Báo và vào bắt dính quá tốt. Chưa được hiệu quả cho lắm. Bây giờ là tiếp tục những pha áp đảo của Thiên Vương của đang kiếm. Thiên Vương Mang lần này đang ở trên ngựa rồi anh em, chưa có những pha phản công. Anh đang rất là tự tin ở trên ngựa. Sau khi đã anh 2-1 thì đang cách biệt khoảng 1-0 thì hiện tại anh Thiên Bang này đang khá tự tin và chắc là đang chờ một đợi cái sự sơ hở đến từ vị trí của Võ Đăng Thiên Hạ Vô Tình mà thôi. Gần 2 phút đã trôi qua và chúng ta thấy Thiên Vương Mang, bây giờ thì Thiên Vương Mang đã xuống ngựa rồi. Tiếp tục là một pha áp sát của hai cao thủ. Hãy cùng chờ xem những đột biến. Như vậy đã tiếp tục có một pha kết thúc nó của Giàng Báo rồi Khải ơi. Quá hay luôn, trong trận đấu vừa rồi chúng ta thấy rằng Thiên Bang cũng đã tìm được một sự sơ hở quá đáng tiếc đến từ vị trí của anh
rõ ràng và đã có cho mình 3-1, một trận đấu khá tuyệt đối, một cú hat-trick quá hay trong những trận đấu cuối cùng này. Xin chúc mừng Vàng Báo đã chính thức lên ngôi quán quân giải đấu và là minh chủ của cụm chủ Đài Lương Sơn anh em ơi. Quá hay luôn Phèo ơi, trận đấu quá hay dành cho Thiên Bang, không có gì tôn vinh hơn. Trận đấu này cực kỳ hay, gọi là cực phẩm trong trận đấu ngày hôm nay. Và như ở hiệp thi đấu thứ nhất và hiệp thi đấu thứ hai mình đã bình luận giấc mơ về cây hóng thiên đại nhẫn thần kỳ của các thủ Vàng Báo đã trở thành sự thật rồi anh em ạ. Đã trở thành sự thật rồi. Một biểu dương vũ khí hoàng kim môn phái đang chờ đợi Vàng Báo ở phía trước. Và đã có một cuộc lỗi ngược dần thành công quá hay của Thiên Vương Bang. Quá xuất sắc hay luôn, không còn gì nói thêm mà trong trận đấu được rồi thì Thiên Bang kiểu dạng như là đã bắt bài được hướng đi của anh Võ Đan nè. Là dính vài đan có thể là bốc hơi luôn anh em à. Không thể làm được gì luôn. Và... Tốc 4 là được 10 kim. 10 kim nhé Báo đại ca. Và... 10 kim hết bằng sáng nha. Và chúng ta không có gì nói hơn thì rất đáng tiếc dành cho cao thủ thiên hạ vô tên, chỉ dành cho mình hạng áo quân, đó là hạng thứ hai mà thôi. Và đây là một trận đấu rất đáng tiếc dành cho cái ngôi vị mà có vẻ như là Khải Vinh Phèo đang chủ đạo và hướng anh thiên địa thiên hạ vô tên này khá cao. Nhưng mà như anh em mình dự đoán thì không được chính xác, hôm nay chắc anh em mình chắc phải là một pha nhảy cầu thôi anh Phèo ơi. Hoàn toàn sai. Hoàn toàn sai trong trận đấu ngày hôm nay, khá đáng tiếc. Thôi ok, bây giờ thì giải đấu đã khép lại thì xin chào tất cả những anh em bên fanpage của Khải nhá. Và bên kênh YouTube của Khải nhá. Bye bye anh em bên đấy nhá. Chúc anh em có nhiều sức khỏe. Và bây giờ chúng ta quay lại với một con đàn VIP No 1 server Phật Sơn Kỹ Sử, đó là một con đàn hạt. Rồi ok Phèo bên trong đất của mình nhá. Bye bye tất cả anh em bên kia nhá. Ok rồi, bye bye tất cả mọi người bên Phèo luôn nha. Em cũng về bên ad của em đây. Bye bye, chúc anh em một ngày xem livestream vui vẻ nhá. Ok anh em, và trận đấu chúng ta kết thúc thì nói chung là rất đáng tiếc dành cho cầu thủ thiên hạ tin. Nhưng mà đó cũng là một trận đấu để anh ta có thể cọ sát và có thể mùa sau sẽ cố gắng hơn. Không gì đáng tiếc hơn, đây là một trận đấu cơ hội dành cho anh ta khá nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ trở lại với cùng với chỗ khả năng tham gia anh em ơi. Ok anh em.